Nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng hóa nông sản thực phẩm Tết Canh Tý 2020 tại Công viên Thống Nhất. Hội chợ thu hút khoảng 250 gian hàng của 170 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh của Hà Nội và 21 tỉnh, thành phố tham dự thuộc các nhóm hàng nông sản thực phẩm, sản phẩm mỗi xã một sản phẩm ô cốp, hàng hóa phục vụ Tết, sản phẩm hoa, cây cảnh các loại. Tham dự hội chợ còn có 22 quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ô cốp, nông sản thực phẩm có thế mạnh. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp cũng tổ chức khu trưng bày, giới thiệu hoạt động quảng bá hình ảnh, sản phẩm các tỉnh phía Nam. Theo Sở Công Thương Hà Nội, với hơn 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn thủ đô, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu, gạo, thịt các loại, thủy hải sản, rau củ, trái cây trong dịp Tết là rất lớn, tăng hơn các tháng bình thường từ 10 đến 20%. Trong khi đó, các sản phẩm nông sản thực phẩm của Hà Nội sản xuất ra chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô. Do đó, hội chợ sẽ góp phần kết nối cung cầu, bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường Hà Nội và để người dân thủ đô trong dịp mua sắm Tết được tiếp cận đa dạng các mặt hàng đặc sản vùng miền, các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao dịp Tết, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, giá cả hợp lý.